Thưa quý vị, trong cuộc sống hôn nhân, nhất là cuộc sống tình dục thì chắc chắn rằng là sẽ có rất nhiều những cái cung bậc cảm xúc, và chắc chắn có những cái người thì cảm thấy thích thú, có những cái người cảm thấy lo lắng, thậm chí là lo sợ, sợ hãi về những cái sở thích tình dục kỳ lạ của đối phương của mình. Và nguyên nhân sẽ như thế nào? Một lần nữa, hãy cùng Hà Hương gặp gỡ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn trong chương trình Chuyện Đêm Muộn phiên bản YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin chào anh Đinh Đoàn. Trước hết thì lại phải khẳng định với nhau rằng trong lĩnh vực tình dục ấy, nó không y như cuộc sống ở ngoài đời. Nó muôn hình vạn trạng, nó đa dạng cực kỳ. Đừng ai nghĩ rằng quan hệ tình dục là cứ nam với nữ là chỉ làm mỗi chuyện ấy như thế là xong. Rồi mang lại cảm xúc cho nhau, rồi hai người cùng đạt được khoái cảm, rồi hai người cùng vui vẻ cười với nhau. Không phải như thế. Mà nó quá nhiều những cái cung bậc, có quá nhiều những cái gọi là cái thói quen hay cái sở thích kỳ lạ, thậm chí kỳ lạ tới mức bệnh hoạn. Nó kể sơ sơ thế này. Có người có sở thích ái nhi. Ái là yêu, nhi là trẻ con, chỉ thích yêu trẻ con thôi. Ý là phi công trẻ? Không, cứ phải xâm hại tình dục hiếp dâm các cháu 3 tuổi, thậm chí 3, 4, 5 tuổi ấy. Vậy hả anh? Vâng, nên ái nhi này, ái lão, tức là thích quan hệ tình dục với người cao tuổi cơ. Không phải là một cô 18 mà thích một chú 70 đâu. Một cậu thanh niên 18 mà chỉ thích bà già 70 ấy. Mà nó ra nó hiếp dâm bà già ở trên đồi ấy, bà đang đi gánh gồng, nó bằng cái tuổi bà nội đấy. Ái láo. Có người có những trường hợp là ái sắc chết, tức là thích quan hệ tình dục với sắc chết. Bởi vì đã có những trường hợp là khi mà một vụ án xảy ra, một cô gái bị tử vong, và người ta sẽ nghĩ rằng là cô này bị hiếp dâm, sau đấy thì thủ thì phạm đã giết cô ấy để chẳng mà, may lỡ để thì mới giết. Nhưng mà thực ra khi mà cơ quan hình sự người ta vào cuộc thì người ta mới thấy rằng là cô này bị giết chết trước. Rồi sau đấy thì cái đối thủ phạm nó mới xâm hại, nó quan hệ với cái xác chết của cô ấy. Bởi vì bằng chứng là máu của cô đông lại rồi, và sau đấy thì mới thấy tinh dịch của nó xuất ra. Vậy thì cái việc tình dục ấy nó có sau khi cô đã qua đời. Thế nhưng mà đôi khi nếu mà chúng ta không để ý, ta chẳng nghĩ rằng đấy là chỉ giết người rồi diệt khẩu. Nhưng mà thật ra thì đấy, ái xác chết là cần như thế. Và đã có những cái bệnh viện mà nhà xác đã phải canh phòng rất cẩn mật. Đã có những đối tượng bệnh hoạn là lẻn vào trong nhà xác và quan hệ với cái xác chết mà vừa mới đưa từ tử vong ấy, từ ở tầng phòng bệnh ấy xuống để gia đình chuẩn bị nhận đấy, để đấy đưa về. Cái đấy thì chắc chắn là những cái gọi là sở thích bệnh hoạn thì rồi. Thì đã nói là kỳ quặc mà, thì tôi phải kể hết kỳ quặc này. Ai nhi, ai lão, ai xác chết, ai súc vật. Hả? Ok. Đã có những thanh niên mà có sở thích là quan hệ tình dục với trâu, với bò, với lợn, thậm chí là ngan gà. Ngan gà nữa anh? Không phải là sự tò mò đâu, mà đây là một nỗi ám ảnh, một cái khát khao. Có vợ đàng hoàng nhưng mà vợ đi vắng, hoặc là khi có điều kiện ấy là cứ lẻn ra vườn đằng sau là làm với cái con trâu nhà mình. Ngoài ra còn có thính dâm, là người chỉ đạt được khoái cảm khi nghe những chuyện bậy bạ thôi. Chỉ nghe chuyện bậy bạ mà đã đạt được khoái cảm rồi. Cho nên thích nghe chuyện bậy, cho nên ở mạng nó mới hay có những người chuyên sáng tác những chuyện khiêu dâm để cho người kia. Thế rồi thị dâm, tức là có người chỉ thích đi dòm trộm, ngó trộm, nhìn trộm người ta khỏa thân, leo lên mái nhà người ta khoét một cái lỗ nằm ở trên ấy để nhòm trộm buổi tối vợ chồng người ta quan hệ tình dục thế nào để mình đạt được khoái cảm. Chỉ xem người khác quan hệ mà mình đã sướng rồi. Thậm chí là còn anh ta nằm đấy và anh ta đã đạt được khoái cảm, anh ta xuất tinh ở trên nóc nhà nhà người ta. Đấy, thì đấy rồi đấy là thị dâm. Rồi trường hợp thống dâm, tức là phải làm cho đối tượng, tức là mình phải bị đau ấy thì mình mới sướng. Thế ạ? Ngược lại với thống dâm thì là ác dâm, tức là mình phải làm cho đối tác của mình càng đau. Thì trong phim ảnh cũng là thật, trong cuộc sống cũng có những trường hợp là em nghĩ rằng là nó chỉ ở trên phim. Không, phim thì nó cũng xuất phát, nó là nghệ thuật, mà nghệ thuật ở đây là cũng xuất phát từ cuộc sống chứ không ai bịa ra được, trừ có nghệ thuật phim viễn tưởng thì mà kể cả viễn tưởng chăng nữa thì những cái người tưởng tượng ấy đôi khi cũng dựa từ những cái thực tế cuộc sống. Cho nên là có ác dâm, có thống dâm. Rồi có những cái sở thích kỳ lạ nữa là cứ phải cắn con chân, con tay của bạn tình của mình thì bạn tình của mình mới đạt được khoái cảm. Quan hệ tình dục thông thường rồi không trơ ra, chả thấy gì. Xong đến lúc mà buông ra là ngồi ông chồng là cắn ngón chân cái, nhâm nhi ngón chân cái của vợ. Thế là vợ anh ơi, em thương quá, và đạt được cái thỏa mãn, ví dụ như vậy. Vì nói rằng là tất cả cái đó thì tóm gọn lại, người ta gọi chung nó là những lệch lạc tình dục, hay là gọi là những cái sở thích kỳ lạ, tình dục kỳ quặc. Nhưng mà không phải trường cái sở thích nào
cũng là bệnh mà là hoạn. Vâng. Có trường hợp bệnh mà không hoạn, ta có thể tạm chia làm hai nhóm. Vâng. Nhóm sở thích tình dục kỳ quặc nhưng không phải là phạm tội. Vâng. Nhưng có những sở thích thì nó lạ nhưng mà không phải độc hại gì. Vâng. Tôi lấy ví dụ thế này. Nếu anh ta cái sở thích đó đúng là nó lạ thật. Vâng. Nhưng anh ta cũng không làm hại ai. Vâng. Không liên quan đến vi phạm pháp luật. Thì thôi thì anh ta đành chấp nhận cái sở thích như thế thì biết làm sao. Dạ. Thì đối tác của anh ta biết nếu mà được đáp ứng thì không có vấn đề gì. Dạ. Những cái sở thích như là ái nhi, tức là thích quan hệ tình dục với trẻ con, rất hay dẫn tới những cái tội phạm. Đúng rồi. Như là xâm hại tình dục trẻ em hay hiếp dâm, cưỡng dâm. Dạ. Hay là ái lão, tức là thích bà già cũng rất dễ là... Bởi vì chắc chả có một cái bà già nào mà chấp nhận cho một cái thằng bằng bụi tuổi cháu mình quan hệ tình dục cả. Đúng rồi. Thế thì nó dùng bạo lực để nó đạt được cái thỏa mãn của nó. Vâng. Thì chắc chắn là phạm tội. Vâng. Đấy đấy, những cái loại thế. Hoặc là cái ác dâm, tức là vừa quan hệ tình dục vừa đấm đá đập đánh tóe máu mồm hay là sưng cả miệng của người đối tác lên thì mình mới đạt được khoái cảm. Thì vâng. Cái đấy chính là hành hung người khác, gây thương tích. Vâng. Thì cũng lại phạm tội. Đó là phạm tội chắc chắn. Đúng luôn rồi. Ạ. Vâng. Thế còn mấy cái thích nghe chuyện nọ chuyện kia, thích mút ngón chân ngón tay hay là thích những nọ kia mà nó không liên quan tới những cái hành vi phạm tội cụ thể. Vâng. Thì thôi, người có bệnh thì người ta chịu thôi. Vâng. Ví dụ như tôi đã gặp một trường hợp một cái em sinh viên mà đến bạn ấy trị liệu tâm lý ở cái phòng của tôi. Dạ. Bạn ấy nói rằng bạn có một cái sở thích là kỳ quặc, đó là bạn ấy chuyên đi ăn trộm đồ lót đã dùng rồi của chị em phụ nữ. Chuyên đi ăn trộm đồ lót đã dùng rồi. Đúng rồi. Cho nên là ký túc xá nữ hay là khu tập thể nữ mà ngày xưa là cứ hay phơi. Đúng rồi, phơi và rất hay bị mất. Cậu sẽ cứ lót mất. Thì chị em nghĩ là chắc là gió nó bay. Gió bay. Vâng. Nhưng mà thật ra là cậu đi ăn trộm. À. Nhưng mà nhớ là không phải là mới, chứ nếu mới cậu đi siêu thị cậu mua mấy lố thì đã này, đây là phải dùng rồi. Đúng rồi. Đem về làm gì ạ? Cậu ấy mặc vào người. Cậu mặc vài ba chiếc vào người, sau đấy cậu ấy mặc quần dài, cậu đang ngơi mà cả ngày như thế. Cậu cảm thấy cậu sung sướng khi trong người của cậu là có vài ba cái quần lót và cậu tưởng tượng là đang có mấy cô gái đang cùng làm việc đó với cậu ấy. Vâng. Thế rồi cậu ấy ăn trộm nhiều quá đến lúc mà nó gần như chật một vali. Vâng. Và trong một hôm là cậu đi học vắng thì ở nhà là các cái bạn cùng phòng ấy nghịch ngợm làm sao ấy, kê lại giường ghế bàn tủ gì đó, nó mới rơi vali của cậu và nó mới tung tóe ra khoảng 50 cái quần lót. Ôi trời. Các bạn mới tá hỏa lên, mới nói rằng thằng này bệnh hoại mẹ nọ kia. Thế và cậu ấy đã quỳ xuống xin các bạn là: tớ xin các bạn, đây là một nỗi khổ của tớ. Tớ có một cái sở thích là đấy, sưu tập những như này và tớ chỉ sung sướng hạnh phúc khi tớ, những lúc mà các cậu đi vắng là ở nhà bạn ấy giải ra mấy chục cái, thằng bạn nằm lên trên cái đống cái đồ đó. Thế thì khi bạn ấy đến cái phòng tư vấn của tôi, bạn hỏi về trị liệu thế nào. Dạ. Phải nói là rất kỳ công bất sức khai thác tìm hiểu về quá khứ, về những nọ kia. Dạ. Thì mới tìm ra là có một lần. Dạ. Cậu còn rất là bé. Dạ. Cậu ấy mới chớm dậy thì thôi, bảo 11 hay 12 cậu không nhớ lắm. Cậu nhớ rằng bà chị gái của cậu ấy. Dạ. Có tắm. Thế xong rồi phơi cái đồ lót ở quê là nó ở trên dây. Dạ. Thì chị đi, cậu ấy ở dưới, cậu đi, cậu vác cái que, cái gậy gì, chẳng may nó đụng vào cái đó thì cái đồ lót nó rơi lên vai cậu. Và tự nhiên cái lúc cái cảm giác cậu nó dùng mình, cậu sung sướng, cậu nhìn thấy cái đó và nó để cho cậu một cảm giác đê mê kỳ lạ. Và từ đó giờ đi thì bắt đầu cứ ám ảnh say mê với cái đó. Thế là người ta đã thống nhất là không tìm nguyên nhân. Biết rằng lệch lạc ở đâu đó, ở trong não bộ của con người. Dạ. Mà cái não bộ là một thứ mà không phải lúc nào cũng, nó là một cái hộp đen. Dạ. Không phải lúc nào chúng ta cũng biết hết được. Dạ. Thì chấp nhận rằng là tồn tại những thứ lệch lạc tình dục trong cuộc sống hàng ngày. Dạ. Nhưng có những thứ lệch lạc mà ta tạm gọi là lành tính. Dạ. Nó không hại ai. Dạ. Nhưng có những thứ mà nó liên quan đến chuyện vi phạm pháp luật hay là tội phạm thì dạ, chắc chắn là chúng ta cũng phải có những cái hỗ trợ, giúp đỡ, can thiệp. Đặc biệt là các bạn mà theo dõi chương trình này biết là hóa ra chồng mình thế mà từ trước giờ mình không biết chẳng hạn. Đã có những chị phụ nữ mà vớ được anh chồng là bạo dâm, tức là anh chồng cứ vừa quan hệ với vợ nhưng mà vừa phải đấm, phải đá, phải cắn ngấu nghiến gì đấy. Thì rồi chị vợ thì lại đinh ninh rằng là chồng mình yêu mình lắm ấy, cho nên ông cứ ngấu nghiến mình.
thậm chí đến cơ quan còn có chị chia sẻ đấy, thằng chó nhà em qua trong lúc yêu em á, nó cắn em đi chảy máu ngực ra, còn khoe cái đầu ti bị gần đứt á. Thế rồi cái này, hai hàm răng là để lại vết ở trên hoa. Thế xong rồi mấy chị mà có hiểu biết một chút rồi, mày đưa lão đi khám tâm lý tâm thần đi, khéo ông tao lại nghi là lão bị ác dâm. Thế thì đấy, nó. Thực ra người trong cuộc đôi khi không nhận đâu, không thừa nhận đâu. Vâng. Không thừa nhận mình bị bệnh. Thế nhưng mà người đối tác của mình, vì nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, đúng không rồi. Thể cứ cam chịu mãi được nữa, vì đúng cái sự mà này, thì phải tư vấn. Thì chắc chắn rằng là đưa nếu mà một coi như là bệnh hoạn thì cái mức độ của nó sẽ ngày một tăng. Đúng rồi. Và chắc chắn là chúng ta không thỏa hiệp được, đúng không ạ? Mà đây, ví dụ như vớ phải một anh chồng mà có cái tính bạo dâm. Vâng. Lúc này thì nghĩ rằng là ông yêu mình, ông ngấu nghiến, ông ghì mình rồi, vừa làm ông vừa bóp cổ. Nếu như ngộ sát sao? Đúng không? Con người ta mà chỉ cần bóp 3 phút mà không được thở là buông tay ra, là khi trợn mắt lên đi rồi ấy chứ. Vâng, thế, có khi chắc nhanh hơn như thế đó đấy anh ạ. Sống chết lúc nào không biết, cho nên vâng, là trước hết là phải trang bị cho mình kiến thức hiểu biết. Đừng cho rằng trên phim, trên ảnh, trên đời làm gì có thật. Vâng. Thế còn nếu biết thế xong rồi trong nhà mình, hoặc là cô bạn thân của mình nó kể rằng chồng nó như thế, hoặc là cô em dâu kể rằng là chú em chồng như vậy, thì mình cũng có kiến thức mình chia sẻ cho người ta là đấy là bệnh lý đấy, bệnh à, hoạn đấy, đưa tới bệnh viện. À, chắc chắn ở đây là bệnh viện tâm lý tâm thần à, để xem có vấn đề gì lệch lạc không. Chúng ta cũng phân biệt giữa là cái lệch lạc bệnh hoạn với một cái nghịch ngợm. Vâng. Nếu cái chuyện thử nghiệm đó nó chỉ là một lần hai lần vui vui thôi, vâng, thì không sao, nhưng nó trở thành cái thói quen thường xuyên và nó ám ảnh cái người trong cuộc mà không làm không chịu được ấy, vâng, thì nó trở thành bệnh hoạn. Tôi lấy ví dụ một cái người nào đó mà vì khát khao tình dục mà không được thỏa mãn, vâng, và lại thấy một cháu bé nó đi ngang qua và mình thèm quá rồi mình không kiềm chế được cảm xúc, mình làm liều. Dạ. Thì đấy phạm tội là xâm hại tình dục trẻ em. Dạ. Nhưng không phải là bị lệch lạc tình dục. Dạ. Thế nhưng nếu như trường kỳ kháng chiến cứ rảnh rỗi ra có cơ hội, mặc dù có vợ rồi, thậm chí có những cô gái đẹp hiến dâng cũng không, lại cứ đi tìm các cháu và cứ ám ảnh nhằm cháu nọ cháu kia, tìm mọi cách gạ gẫm lừa gạt để mà làm được cái việc đó với các cháu. Dạ. Mà nó trở thành cái nỗi mà khát khao ám ảnh ở trong đầu. Thì lúc đấy là trở thành gì ạ? Chứng bệnh ái nhi rồi. Vâng. Ừ. Thì tùy ở mỗi một cái mức độ. Nếu có bệnh thì phải đi chữa bệnh. Còn nếu phạm tội thì việc của bên công an và các cơ quan pháp luật. Tuy nhiên là ở trong đây thì chúng ta cũng có nói đến là những cái sở thích kỳ lạ. Thì chắc chắn rằng là nó cũng có thể rằng là nó là những cái sở thích mà gọi đơn giản hơn, là nó lành tính hơn. Thì chúng ta hãy nói về những cái điều nhẹ nhàng như vậy rồi xem nào. Lành tính là đấy, tôi nói là thính dâm, có người rất thích nghe chuyện vậy, có vâng, người mắc bệnh khẩu dâm là chỉ thích nói vậy thôi. Vâng. Nói chuyện có nghĩa là làm trong lúc hay là chỉ không, trong lúc không phải làm với người khác ấy, chỉ nói chuyện thôi. Nói chuyện với người khác mà cứ phải nói chuyện tình dục ấy. Vâng. Thì mọi người thì cứ nghĩ rằng cái ông này vô duyên, ngồi đâu cũng chuyện bậy chuyện bạ, nhưng thật ra là khi kể ông ấy sướng lắm, thích lắm được nói chuyện tình dục. Hoặc là chúng tôi làm về tư vấn mà qua các đường dây điện thoại ấy, vâng, thỉnh thoảng chúng tôi cũng gặp những đối tượng thích được nghe chuyện bậy. À, gọi đến giả vờ đặt tình huống là em với vợ em thế nọ thế kia, liệu rằng có thế kia nọ, nhưng mà họ rất là muốn mình giải thích rất cặn kẽ, tóm lại là mình nói chuyện về tình dục. Dạ. Thì bên kia họ nghe và họ được thỏa mãn. Ngày hôm sau mình nhận ra vẫn cái giọng ấy, vẫn nhưng cái giọng mà ấy lại bịa một câu chuyện khác, là em thích một cô hàng xóm, em đã làm cô thế này cô thế kia, nhưng mà cô lại cứ đòi làm kia làm nọ, thì anh giúp em giải thích. Thực ra thì lại khơi lại để muốn nghe chuyện tình dục, thì đây gọi là thính dâm. Vâng. Tức là thích được nghe. Dạ. Thư dâm là người chuyên sáng tác những chuyện khiêu dâm tốt trên mạng, đây là thư dâm. Thư dâm. Ừ. Khi mà người ta làm được cái việc đó là bản thân người ta thấy không phải chỉ vì tiền đó. Vâng. Tất nhiên là đăng lên rồi mọi người subscribe cái đó, mọi người đăng ký được, người ta nhiều view, nhiều like, tất nhiên người ta có thể có tiền. Vâng. Thế nhưng cái quan trọng nhất là bản thân người ta cũng thấy thích thú cái điều đó. Vâng. Đấy, thế thì thính dâm, khẩu dâm, thị dâm, vân vân là những cái dâm lành tính. Vâng. Còn thì ác dâm, khổ dâm, ái nhi, ái lão là những cái lệch lạc mà rất dễ dẫn tới những hành vi tội phạm. Vâng. Ai biết được nguyên nhân làm sao lại thích quan hệ với xác chết? Thế thì trong tâm lý học người ta có một cái lĩnh vực người ta gọi là phân tâm, tức là phân tích về mặt tâm lý đấy. Tức là cứ truy đến cùng rồi gợi rồi giấc mơ rồi hồi tưởng rồi tóm lại rất nhiều kỹ thuật.
rồi cũng cùng khơi ra. Thì thật ra cái anh mà quan hệ với xác chết ấy là một anh thâm sâu trong lòng là anh ta rất mặc cảm về cái khả năng tình dục của anh ta. Trước đây anh ta có thể đã có những trải nghiệm tình dục với cô A, cô B, cô C, lần nào cũng nhục nhã. Khi thì bị cô bảo là yếu thế, khi thì bảo rằng là trả ra làm sao, hoặc là tự anh ta nhận thấy rằng anh ta là người rất là kém cỏi. Thế và khi quan hệ với xác chết chắc chắn không bị cái xác chết nó phê bình, không bị xác chết chê là thế thôi à, rồi sao ít như thế, và rất là tự tin, tôi làm được bao nhiêu thì làm đó. Thế nhưng mà giá như mà anh ta chuyển cái chuyện xác chết mà thành cái mua cái con búp bê tình dục ấy thôi, bây giờ nó có đấy, bây giờ thì có, thôi cũng được. Nhưng mà vì ám ảnh với việc là cái xác chết ít ra nó là con người, cũng mặt mũi tay chân, cũng bộ phận sinh dục cũng y như thế, mình tưởng tượng ra là người ấy nằm im thôi mà, và lại không, mình không bị chê vì thâm sâu trong lòng là người mặc cảm. Mặc cảm thì tìm cái đối tượng mà yếu thế hơn mình để cho mình không bị chê trách phê phán. Đây là tôi lấy ví dụ như thế. Thế nên là thôi, mục đích của chúng ta không phải đi đào sâu về mặt chuyên môn đi tìm nguyên nhân, mà chỉ chia sẻ với mọi người rằng tất cả những cái lệch lạc tình dục, những sở thích, những thói quen tình dục lạ đời, gọi là lạ nhưng thực ra thì rất tồn tại trong, vẫn tồn tại trong thực tế cuộc sống, trong lĩnh vực đời sống tình dục của các đôi gia đình. Tuy nhiên nó không nhiều. Thế nhưng mà chỉ cần một vài phần trăm với những cái đối tượng như thế cũng đã đủ để chúng ta có vấn đề để mà chia sẻ, để mà nói với nhau rồi. Thế thì mọi người trang bị cho mình kiến thức, hiểu biết để nếu mà thấy chuyện ở trong nhà mình hay là của những người thân của mình thì chúng ta có cái hướng để tư vấn, chỉ dẫn cho người ta để đi kiểm tra sức khỏe. Nếu bệnh thì chữa bệnh, mà nếu mà chữa được bệnh rồi thì nó ngăn ngừa được như vậy cái hành vi tội phạm trong cuộc sống xảy ra. Đấy là một điều rất là tốt. Kích thước của cơ thể nó chả liên quan gì đến cái kích thước của kia. Đừng có nghĩ rằng trông cao to thì cái kia nó cũng to cao, không hẳn như thế. Các cụ nhà ta ngày xưa để thậm chí còn có những câu nói ngược lại, xấu dây tốt củ. Tức là trông cái thằng mà nó ngăng nhẳng trông như thằng nghiện ấy. Cao có 1m6, nặng có 40-something cân nhưng mà của nó lại hoành tráng. Trong khi thì mấy anh tập gym ấy, nó lại chả bỏ bèn gì. Thế cho nên là không thể nhìn mặt mà đoán cái kia được. Thế liệu... dễ sai lắm. Vâng, thế thì hình dáng bề ngoài thì có ảnh hưởng gì đến kích thước không hay là... Hình dáng thì không ảnh hưởng đến kích thước, nhưng mà tất nhiên tôi đã nói rằng nếu mở ra thì nó có thể ảnh hưởng đến cái mắt nhìn của chúng ta. Chẳng hạn như cũng cái đó mà đặt ở một anh bụng bia to cho nó che lấp hết đi, phải vén lên mới thấy nó đâu, thì rõ ràng là mình có cảm giác nó bé. Thế nhưng vẫn cái đó mà đặt vào một cái người trông gọn gàng, bụng nó lép, gọi là da bụng nó dính với lưng chẳng hạn, ôi thì tự nhiên cái kia nó lộ ra thì có cảm giác là nó to, chứ còn không phải là tự nhiên nó to, đúng không? Thế thì... giống như một cái cây mà đứng ở bên một cái núi to đùng ấy thì cái cây bé xíu, nhưng cái cây mà trồng độc lập ra một cái chỗ nhỏ nhỏ thì nó cũng to. Nhưng mà cũng thôi phải... sao cứ quan tâm đến chuyện đo không làm phải. Gì ông, vấn đề là như thế này này, bởi vì là chúng ta không thể nào mà gặp một cái đối tác nào đó mà mình mong muốn là có thể dẫn đến một cái quan hệ lâu dài chẳng hạn là thế, hoặc là bây giờ cô dâu mới về nhà chồng mà chưa thử một lần nào xong bắt đầu bỏ ra cái thất vọng thì tự nhiên cái cảm xúc nó tụt thì chắc chắn là thấy chị em trên mạng cũng hay lan truyền lắm, phải nhìn thế này, phải đo thế kia. Không phải, thật ra con người ta có nhiều cái gọi là cái sự thông minh để người ta có thể ấy được. Trời ơi, nếu như mà thân nhau mức độ là cô ấy ngồi lên lòng anh ấy, thế rồi hai người ôm nhau xong hôn hít thì thực ra thì cái kia là nó sẽ cựa quậy và cô sẽ cảm nhận thấy là một cái gì đấy nó rất là được ở dưới rồi. Chỗ ngồi nó hơi lổn nhổn một cái là được, đúng không anh? Thế rồi cũng có những cô đi biển với lại người yêu thôi thì cũng nhiều cơ hội. Thế là rủ nhau đi, rủ người yêu đi bơi, tắm bơi ở trên, em cứ cầm quần cho anh thì anh cứ xuống đi. Mà vì vật gì phải mặc quần bơi, anh cứ quần xịt cũng được. Trời ơi, lúc thay quần xịt mà tắm ở dưới nước mà đi lên thì tất nhiên là này, khi ở dưới nước lên ấy thì chúng ta sẽ thì được chứng kiến cái cảnh nó xìu thôi, bởi vì đã ngâm nước nó sẽ xìu rồi. Nhưng mà đừng quên rằng là kích thước lúc mà xìu với kích thước của lúc cương cứng ấy cũng khác nhau. Cái anh nào mà lúc xìu mà đã to rồi thì đến lúc mà cương cứng thì nó chỉ to lên một tí nữa thôi. Nhưng cái anh nào mà lúc xìu nó rất là nhỏ thì có thể đến lúc mà cương cứng nó có thể gấp 4, gấp 5 cái như thế. Thế nên là nhìn cái lúc tắm ở bể bơi thì chắc cũng không
chính xác được lắm. Nhưng tóm lại là nếu muốn biết thì cứ đi mà tìm hiểu. Chứ còn có nhiều cách à? Ừ, chứ đừng có nhìn mặt. Ờ, đừng nhìn mặt à? Không trông mặt bắt hình dong được đúng không anh? Vâng. Quan hệ tình dục đôi khi nó cũng trở thành một cái việc rằng là chúng ta giải tỏa những cái căng thẳng ở trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên là các cụ ngày xưa vẫn cứ có cái câu là bướm vàng đậu trái mũ, vợ chồng giận dỗi có thằng cu nó làm lành. Đúng không? Quá hay luôn. Vâng. Đúng không ạ? Kích thước cái súng ống nó cũng có giá trị nhất định. Vâng. Không thể phủ nhận hoàn toàn. Dạ. Cũng giống như bởi vì con người người ta, chúng ta làm tình hay chúng ta yêu nhau không chỉ bằng cái bộ phận sinh dục mà quan trọng nhất là làm bằng cái đầu. Dạ. Chúng ta quan niệm, chúng ta cho rằng là súng ống to hấp dẫn hơn thì tự nhiên chúng ta sẽ quan tâm đến nó. Dạ. Cũng giống như người phụ nữ thôi. Thật ra thì ngực của phụ nữ. Vâng. Mục đích là ông trời cho là để nuôi em bé đấy, chứ có phải để cho mấy anh đàn ông nghịch đâu. Vâng ạ. Thế nhưng mà chúng ta vẫn cho rằng phụ nữ ngực to vòng một mà. Vâng. Là biểu tượng của sự hấp dẫn, biểu tượng của nữ tính đúng không? Vâng. Trời ơi, thế cho nên dẫn tới trường hợp nó có phải đi bơm cái nọ rồi, đồ giả rồi, độn rồi vân vân. Vâng. Thế thì rõ ràng là bởi vì ấn định ở trong đầu đối tác là ngực to thì rất hấp dẫn. Vâng. Rất là sexy, rất là gợi cảm. Vâng, thế thì liệu súng to có lo... Cũng thế, vâng. Nó cũng thế thôi. Bây giờ thì trông từ mặt mũi phương phi rồi có vẻ hừng hừng khí thế, xong rồi bỏ ra thì có chú chim non nho nhỏ đấy. Hót như lưỡng lo như muốn hỏi chẳng hạn thì sẽ rất là chán. Thế còn nhưng mà đấy một cái cảm giác mà mở ra mà thấy nó như ý mình mong muốn hoặc là thậm chí nó còn khủng hơn điều mình đợi chờ. Trông có vẻ dũng mãnh ấy hả anh? Chắc chắn là diễn viên như ấy. Wow. Thậm chí là một cái cảm giác xấu. Thì nó cũng đã, cái khởi động ban đầu nó cũng đã rất là đẹp rồi. Vâng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng đừng có quá nặng nề, bởi vì cái mong ước của con người bao giờ cũng lớn hơn cái thực tế. Anh nào cũng nghĩ chắc nó phải 25-30 phân hay nó phải to như cái nọ cái kia. Vâng. Nhưng thật ra thì thế này, cũng nói để anh em chúng ta mừng rằng là chúng ta trông lên thì không bằng ai, nhưng trông xuống thì cũng còn hơn một khố số người. Cũng ít ai bằng mình. Đúng rồi. Kích thước của dương vật của người Việt Nam trung bình đấy. Vâng. Cái anh to to thì cộng với anh nhỏ nhỏ đấy thì nó khoảng độ 12-14 cm. Vậy là đây là tính người ta đo lúc cưng cứng cho cái lúc ngoặt ngoẹo, không ai đo nổi. Vâng, đâu. Vâng, đúng rồi ạ. Vẫn khi nói đến kích thước tức là mình hiểu kích thước lúc cưng cứng. Vâng. Chúng ta hơn được mấy anh oppa. Thế à? Oppa một tiếng. Mấy oppa là trông thế thôi chứ thấp nhất thế giới. Ồ vậy. Vâng. Cái gọi là cái khu vực giải trí, cái dịch vụ giải trí đấy nó cần phải có những cái điều gì tác động đến, làm sao đấy để cho nó phong phú rồi nó hấp dẫn. Việc đầu tiên thì cái kích thước lớn hay là gọi là khá khá của người đàn ông nó đã để lại ấn tượng ngay từ phút ban đầu cho đối tác của mình rồi. Ban đầu cầm nắm một cái gì đấy nó đẫy tay anh vẫn thích hơn là lỏng lẻo đúng không? Đúng rồi ạ. Đấy là tác động từ cái xúc cảm, xúc giác ấy, rồi đến cái mắt nhìn, thế đã thấy hứng khởi rồi. Thế sau đấy thì chúng ta phải nhớ rằng cái bộ phận của chị em nhà mình ấy nó như là một cái túi lép, túi xẹp đúng không? Vâng. Và khi mà quan hệ vợ chồng thì cái kia nó sẽ phải luồn vào trong cái túi xẹp đấy. Vâng. Thế nếu như mà nó dài, nó to thì cái độ nén, cái độ ma sát giữa hai cái cơ quan ấy nó cũng khít hơn, nó chặt hơn. Vâng. Mình cứ tưởng tượng như là cái piston mà nó đưa đi đưa lại ở trong cái động cơ ấy. Vâng, vâng. Nếu mà vâng. Cái piston nhỏ xíu thì hay là cái xi lanh ấy. Vâng, cái đúng rồi. Cái xi lanh bơm ấy, mình nhìn thấy rõ đúng không ạ? Vâng. Càng khít thì càng tốt, ta hút được lên rồi vào được đấy. Thế còn nếu mà lại cái bộ phận bên trong mà nó lỏng thì chắc là cái xi lanh ấy kém hiệu quả. Vâng. Thế rồi là những cái điểm G, điểm yếu của phụ nữ nó không phải ở ngoài đâu. Thường thường vâng. Là tạo hóa cái hay chơi khăm con người lắm. Vâng. Hay giấu nó vào những chỗ nó hiểm hóc. Vâng. Sâu sâu một chút để mà cố gắng. Chứ nếu cứ ngay ngoài thì lại dễ quá. Không, mày cũng không thể hở hênh được anh ạ. Đúng à. Rồi, thế cho nên là hay cất đi. Mà để mà cất đi vào sâu ấy thì chỉ có những cái người mà tay dài, chân dài mới, vâng. mới chạm được đến nơi. Thì cũng xác định rằng là cái kích thước mà nó khá khá thì nó dễ chạm được những cái điểm G của chị em phụ nữ. Vâng. Đúng không?
Đấy, anh cô vừa nhắc đến là tay dài chân dài thì Hà Hương nghĩ rằng là ngoài tay dài chân dài ra, nhưng mà muốn đi tìm một cái nơi nào đó nó ngóc ngách, nó khó khăn hơn thì chắc chắn là chúng ta đòi hỏi phải có kỹ năng. Chính xác như thế ạ. Đó, đúng không ạ? Một cái kỹ năng dò tìm, một cái kỹ năng mà không thể nào mà ngay từ lần đầu tiên mà đã có thể đạt được, đúng không anh? Đúng rồi. Vâng. Bên cạnh kích thước thì chúng ta cũng đừng có ỷ lại về kích thước quá, vì có những anh mà cứ vênh vang thấy là của mình lớn mà không chịu gọi là nâng cao hiểu biết, rồi không có rèn luyện kỹ năng, thì đôi khi cái to quá ấy, nó chỉ tra tấn bạn tình thôi. Vâng, đúng rồi. Làm thì thô tục này, vội vội vàng vàng này, chẳng có những nghệ thuật tí nào này. Vâng. Rồi không chẳng đầy được cảm xúc của hai người lên nữa. Thì có thể chỉ cái ban đầu trông thì hay thế. Vâng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì rất là chán. Chẳng khác gì là ăn một bát phở mà miếng thịt thái quá to. Vâng. Cũng lè ra thì khó mà cố nuốt thì cũng nghẹn, đúng không? Vâng. Cho nên là lại cứ phải xin lỗi là chống đẩy nhẹ nhàng, không dám buông thả cơ thể cho nó vào đến cùng. Vâng. Không lẽ lúc ấy đệm cho cái lòng đen gì để cho nó đừng có vào hết đấy, đúng không? Bởi vì là cái đấy, cho nên nói rằng là to hay nhỏ, quan trọng hay không lại phụ thuộc vào đối tác của ta là ai. Vâng. Nói thế nhưng mà chúng ta cứ để ý mà xem, rất nhiều cô gái Việt Nam nhỏ bé 40 bốn mấy cân vẫn yêu anh Tây. Anh Tây cao gần 2 mét, đi bên cạnh như là cô du kích nhỏ dương cao súng ấy. Vâng. Ôi thế nhưng mà đối với cô thì vẫn không thấy làm sao cả. Vâng. Chứng tỏ rằng cái người phương Tây, người ta được giáo dục về giới tính, giáo dục về nghệ thuật yêu đương từ rất sớm. Cho nên các anh ấy không bao giờ có cái thô tục, cái gì mà chỉ ích kỷ đó. Người ta trân trọng, người ta nâng niu, người ta biết là anh làm thế được không, thế này vừa chưa, anh chỉ sợ em đau, vân vân. Và người vợ Việt Nam, không ít người vợ Việt Nam lấy chồng Tây chả thấy cô nào kêu làm sao cả, trong khi chỉ có thấy mấy chị vợ kêu chồng em, chồng Việt Nam đấy, to quá, khỏe quá. Thật ra cái to cái khỏe chính là sự thô lỗ, đúng không? Chứ còn thì chúng ta nhớ thế này này. Đáng lẽ cái này thì Hà Hương nói thì đúng hơn, nhưng mà thôi, tôi cứ phải nói nốt vậy. Vâng, vâng, anh cứ nói. Cái bộ phận của chị em ấy, vâng, nó được trời phú cho một cái khả năng giãn nở, một cái vâng, vô biên vô cùng. Đúng rồi. Khi cần thiết, như sinh em bé chẳng hạn, chúng ta hãy nhớ rằng cả một cái đầu đứa bé, nó to một quả bưởi nó chui qua cơ mà, vẫn ok, đúng không? Dạ vâng. Vậy thì một cái anh nào đấy mà có hai mấy cm rồi nó có bằng thế này thì cũng đừng có quá tự hào, cũng không là cái gì cả đâu, đúng không? Đấy. Thế mà mỗi lần mà anh nào đấy mà quá tự hào về cái độ to, độ khỏe của mình thì cho chị em, cho xem chị em sinh thường, đúng không anh? Đúng rồi. Trong cuộc sống của chúng ta sợ nhất vẫn chính là không nói, nhưng lại còn sợ hơn đó chính là nói không đúng lúc đúng chỗ, nói vớ nói vẩn. Đấy, 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 đấy. Đấy. Cái đấy mới gọi là cái quan trọng đấy. Vâng. Em cũng đang định nói như thế. Cái việc mà cho rằng phụ nữ Việt Nam thùy mị nết na rồi im lặng rồi kệ người đàn ông làm gì thì làm, mình không được nói ấy, nó cũ quá rồi. Quan điểm nó cũ quá rồi. Bây giờ nó vẫn còn tồn tại, nhưng tồn tại ở những cái người nó cũng quá lạc hậu. Chứ còn tôi nghĩ rằng những bạn mà đã đang xem cái YouTube này ấy đều là những người hiện đại rồi. Biết sử dụng Internet, biết vào Facebook, biết lên Zalo, biết xem YouTube, đều là những người có kiến thức, có hiểu biết nhất định rồi. Không thể chấp nhận một cái chuyện là bây giờ lại thì mình nết na rồi chỉ im lặng rồi ông ấy làm gì thì làm, ông nói gì thì nói. Mà chúng ta cũng phải hiểu với nhau rằng cuộc yêu chính là một cái sự hợp tác giữa hai người. Mà hợp tác thì chắc chắn là phải có trao đổi chứ, đúng không? Chả có một cái hợp tác nào đến người họ kéo pháo, tay thì kéo pháo mà miệng vẫn phải hát. Vẫn phải hò, đúng không ạ? Hay là làm cái gì ta cũng phải có cái chỉ huy nào, nào bắt đầu này, thôi này, từ từ. Nó phải có đạo diễn chứ, đúng không? Kể cả quay một đoạn phim. Thế thì cái hoạt động này chắc chắn là cũng phải có những cái chuyện trao đổi. Nhưng mà tôi muốn chia sẻ ba cái câu chuyện như thế này ạ. Mà nó thật. Thật, chuyện rất là thật đấy. Vâng, vâng. Một đôi vợ chồng. Dạ. Cũng không phải là già đâu. Vâng. Cũng còn trẻ, người vợ cũng rất là đảm đang, chu đáo. Hai vợ chồng đang làm cái việc đó.
sắp lên ông chồng đang chuẩn bị và bước vào cao trào đấy. Vâng. Qua được cái giai đoạn gọi là khởi động rồi, vâng, đã vào cuộc rồi, vâng, cũng đã dồn dập rồi. Vâng. Tự nhiên bà vợ đẩy ông chồng ra. Ôi trời anh ơi, chết rồi, em cắm cái nồi cá kho ở dưới bếp. Đừng tiếng đồ kheo bây giờ cạn rồi khét. Xin lỗi, nói theo kiểu thô là rút ra để em xuống em tắt cái bếp rồi lên lại làm tiếp. Ờ, thế thì cái đấy thì nghe không thôi, chúng ta đã hiểu rằng là quá ư là vô duyên rồi. Thế đúng xong anh? Rồi ạ, à, vâng, thôi thì vợ đã bảo thế rồi, là nồi cá thì kho thì chỉ sợ cháy, mà ngộ nhỡ cháy quá nó lại chập điện ấy, thì chết, trên anh chồng cũng đành là cho vợ để đi ra đi như thế. Lúc ông vợ quay lại thì ông chồng xong rồi, thế hỏi vợ anh có làm tiếp. Tiếp cái gì? Cột cả hứng. Đấy. Cá anh cháy rồi đấy. Cá cháy rồi. Vâng. Cá của em thì em cứu được người cá, của anh là xong rồi. Vâng. Thế nhưng cái câu chuyện thứ ba là câu chuyện hay này. Vâng. Bà vợ cũng nói chuyện. Vâng. Nhưng mà nói chuyện tình dục. Bà ấy nói rằng là, ôi không, nói thật chứ, em nói anh đừng cười nhá. Hôm nọ anh làm em thích lắm. À. Cái lúc mà anh... Thế này thế nọ thế kia. Thế nọ thế kia. Vâng. Thế là ông chồng bảo, thế á, thế em không nói sớm mà. Em thì em cứ ngại nhưng mà thật sự em phải nói, hôm ấy lần đầu tiên em thấy thích thế này thích thế kia. Vâng. Thế là ông chồng bảo, ôi thế thì yên tâm, anh sẽ làm cho em thích nữa. Ừ. Trời ơi, thì đúng là cái câu nói ấy, vài câu thôi, thỏ thẻ thôi, đáng giá ngàn vàng. Vâng. Thế còn cái câu chuyện cứ lôi nọ kia cháy cá với nọ, rồi chuyện vớ vẩn đi trên giường thì vâng, rất là hỏng chuyện. Tôi xin nhắc lại là một cuộc yêu nó có 4 công đoạn. Vâng. Giai đoạn đầu là khúc dạo đầu. Vâng. Nói được. Được nói. Khúc dạo đầu thì chỉ để là gọi là dạo nhạc với để chờ giờ, câu giờ ấy mà. Vâng. Đúng không? Cũng giống như là chưa tuyên bố khai mạc mà chúng ta còn đang bật nhạc để cho mọi người gọi nghe là... để chờ khách nghe, dạ, đến vâng, đông đủ ấy, thì nó không quá nghiêm khắc. Vâng. Có thể chuyện nọ chuyện kia, thậm chí là anh đợi em tí em đi em phơi nốt quần áo ở trên sân cũng được, rồi vâng, quay lại cũng không sao vì nó còn đang dạo đầu. Vâng. Nhớ rồi lúc ấy tập trung, bên cạnh cái việc là ôm ấp vuốt ve kích thích nhau thì cũng có những câu chuyện. Vâng. Nhắc lại kỷ niệm, nhưng mà nói chung là câu chuyện cũng nên nhẹ nhàng thôi. Vâng. Đừng có cơm áo gạo tiền, đừng lôi chuyện quá khứ, đặc biệt không lôi lỗi của nhau đây để nói. Vâng. Thì nói chuyện thằng cu nhà mình đợt này trông cũng đẹp trai thật phết. Nó giống bố nó. Ừ. Đấy đúng anh. Thế xong rồi thôi cũng mừng năm nay Covid thế, nhưng mà thật ra là cũng mừng là cả nhà mình chưa ai F0. Vâng. Đặc biệt là bên nội bên ngoại cũng rất là an lành. Công việc của em thì cũng suôn sẻ. Và trộm vía nhất là chồng vẫn trả lại đầy đủ. Đấy, tất cả những cái thứ như thế thì vâng, làm được. Vâng. Nhưng đến giai đoạn bước thứ hai, công đoạn hai ấy, thì nghiêm cấm không nói bất cứ một điều gì. Thế ạ? Để cho người đàn ông tập trung tư tưởng. Vâng. Vâng. Nếu không nói nhưng không có nghĩa là im lặng. Dạ. Ta hoàn toàn có thể, xin lỗi là chương trình của chúng ta thì tôi cũng cứ phải nói thật. Một cái rên nhẹ nhẹ. À. Cái ớ, cái ú, cái ớ, cái á của người phụ nữ ấy, nó là một cái, thêm một cái ly rượu kích thích cho người đàn ông. Vâng. Người đàn ông sẽ hiểu rằng là à, đúng chỗ rồi đây, bà ấy thích rồi đây. Vâng. Thì thực ra thì lại càng... Cái đấy nó là một cái tín hiệu đúng rồi, không anh? Mà thợ nói thật rằng là có những người phụ nữ cao tay ấy. Dạ. Mình cũng không đến nỗi thú vị lắm đâu. Vâng. Nhưng để cổ vũ động viên cho người bạn của mình ấy mà. Vâng. Cũng phải giả vờ một tí. Vâng. Ôi thích quá. Ôi anh ơi. Đấy, tôi nói rằng là nó là nghệ thuật. Vâng. Mà nghệ thuật thì là ánh trăng lừa dối. Đôi khi cũng phải chúng ta phải diễn một chút đúng không ạ? Nhưng cái diễn này là rất nhân văn. Vâng. Vì người khác. Còn thì nếu như những cái lời mà nặng nề quá thì vâng, nó cũng khó. Vâng. Đấy thì đang nói là trong cái giai đoạn mà cao trào thì người đàn ông sẽ không nói gì, và phụ nữ đừng bao giờ đòi hỏi là ông ấy phải nói gì. Vâng. Nếu mà đã, con người ta lúc ấy chỉ làm được một việc thôi. Vâng. Nếu mà tập trung nói thì cái dưới nó hỏng. Còn tập trung mà để mà giữ được cái sự, xin lỗi, giữ được cái sự cương cứng của người đàn ông để mà vâng, hoàn thành nhiệm vụ thì đầu phải trống không. Người đàn ông cũng có thể hỏi vợ rằng là em thích không? Vâng. Hay là em có đau thì nói nhá. Ví dụ như thế, đấy vâng, là những vâng, cái, nếu có nói thì chỉ là một cái gọi câu nói rất cái... ngắn gọn thể hiện sự quan tâm. Dạ vâng, đấy, đấy. Chứ không nó phải là cái sự quan tâm thôi. Hoặc là bên kia cũng có thể phản hồi lại là em dễ chịu, thích anh ạ. Không sao, em thấy vui. Vâng. Đó, đấy là những cái liều kích thích. Đó. Vâng.
Rồi qua cái công đoạn đấy thì đến thoái trào. Vâng. Rồi nằm bên cạnh nhau thì rất cần cái gọi là hồi sức cấp cứu mà. Vâng. Sau khi mà đạt lên đỉnh, người đàn ông đã xuất tinh, đã xong việc, đôi bên lăn quay ra. Vâng. Tất nhiên trừ những người mà ngủ khi ở trên bụng vợ thì không nói làm gì. Không ai lay ông dậy để anh ơi dậy tâm sự đi. Vâng. Nếu như mà ông ấy đã quá mệt mỏi, ông ấy đã quá thỏa mãn. Vâng. Mà thường là như thế, nếu một cuộc yêu mà đạt được cái đỉnh cao ấy, thường vâng. người đàn ông chìm vào giấc ngủ rất là dễ dàng. Dạ. Thì mình người phụ nữ cũng hãy vui dạ. rằng là mình đã mang lại cho người chồng một cái thỏa mãn, và bây giờ ông ngủ ngon lành như con cún. Dạ. Và em nghĩ rằng là không những người đàn ông đâu, nếu như mà cả hai người đều đã thỏa chìm mãn rồi thì ngủ, là chìm vào giấc ngủ rất ngon quá đấy. Tốt. Vâng. Ví dụ như có những người chỉ chưa đến chợ hết tiền, dạ. 3 phút đã xong rồi mà vợ hình như vẫn còn chưa thỏa mãn gì dạ. thì có thể ôm vợ, anh xin lỗi. Xong rồi tiếp tục hôn vợ, thậm chí tiếp tục kích thích cho vợ. Yeah. Trên cơ thể người phụ nữ thì thôi chắc là mọi người đều biết rồi, không phải chỉ có mỗi chỗ ấy. Yeah. Mà có nhiều những cái vùng kích thích mà có thể tạo ra khoái cảm. Yeah. Người vợ có thể tiếp tục làm em bé bú ti cho vợ. Yeah. Tay thì vẫn có thể kích thích bằng tay mà. Yeah. Để gì ạ? Nếu như người vợ chưa thỏa mãn được cái kia thì thôi cũng được bù đắp thêm một chút. Yeah. Anh ấy cũng nỗ lực cố gắng. Yeah. Trước hết thì phải nói rằng đối với người đàn ông ấy, dạ. người ta sẽ rất tự hào, rất vênh vang, rất tự tin khi người ta có mấy thứ sau này. Thứ nhất, tiền. Đúng rồi ạ. Mạnh về bạo, gạo bạo vì tiền. Trong đúng túi rồi. Nó khá một tí cũng vênh vang hơn. Dạ. Ăn to nói lớn nó cũng ấy hơn. Trong dạ. túi mà không có là nó cái gì nó cũng rón rén. Dạ. Thứ hai là có những cái địa vị xã hội nhất định. Dạ. Ít nhất thì cũng cứ trưởng phó phòng trở lên, cũng dạ. sông xanh một tí đi đâu giới thiệu. Bình thường thôi, phó giám đốc sẽ khác hẳn đấy. Điều thứ ba mà khiến người ta tự tin đó là khả năng tình dục. Nỗi đau lớn nhất, buồn khổ nhất của những người đàn ông đó là có mỗi cái chuyện đấy mà làm ăn không ra hồn, trên bảo dưới không nghe. Chúng ta thấy rồi, một đất nước mà trung ương chỉ đạo mà các địa phương không nghe thì chắc là nó sẽ rối loạn hết. Rối loạn hết, đúng rồi. Chả ra làm sao cả. Và đàn ông cũng có nhiều nỗi khổ lắm. Dạ. Và một trong nỗi khổ đó chính là những thứ mà mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Đã. Và đàn ông thì cũng lại không được cởi mở như phụ nữ. Phụ nữ mà có khô hạn hay rối loạn kinh nguyệt hay chậm kinh hay mãn kinh hay đợt này thấy da nó khô vân vân, sẵn sàng đi gặp bác sĩ. Đã. Sẵn sàng sử dụng thực phẩm chức năng hay thuốc nọ thuốc kia để mà điều chỉnh. Đã. Nhưng mà bây giờ một anh à, được có 3 phút đã xuất tinh, có anh thì mới chỉ ngóc lên đường tí, lại chưa kịp làm gì nó đã tụt đi rồi. Rồi có những anh thì nó cũng lên được, nghĩ thế thèm nhưng mà nó không đủ cái độ cương cứng để mà thực hiện cái hành vi giao hợp vợ chồng. Mà bảo là đi khám cực kỳ khó. Vâng. Ngại lắm thôi. Mà các bác sĩ nam khoa thì rất là sẵn sàng cởi mở. Thế nhưng mà đi kể với một người khác rằng là cháu yếu với em yếu lắm, vợ em nó khinh lắm, bây giờ em đau khổ lắm, thì đàn ông không dễ dàng chia sẻ cái điều đó. Vâng. Bởi vì chia sẻ cái điều đó là cho người khác nhìn thấy cái điểm cái yếu của điểm mình. Điểm yếu của mình. Vâng. Thì không. Thế nhưng mà thôi thì cũng vì cuộc sống. Cho nên cũng đã có những người đã phải đi tìm đến, thấp nhất là tìm đến tư vấn dạ. để được chia sẻ. Chưa dám gặp bác sĩ đâu ạ. Dạ. Tư vấn hỏi như thế là bình thường không? Nếu mà trường hợp mà có cái cách nào để mà cải thiện không? Dạ. Đấy. Ở cái bậc mà gọi là nó còn nhẹ. Dạ. Thế còn bệnh nặng thì chắc chắn là các nhà tư vấn cũng sẽ định hướng là đến khoa nam học hay là bệnh viện nọ, bệnh viện dạ. kia để được khám và điều trị. Người ta đã nói rất nhiều, đó chính là người vợ. Dạ. Là bác sĩ riêng của chồng. Vâng. Người vợ biết làm thế nào để chồng nó đấy hôm qua đấy cho ăn giá xào với này thì lươn tự nhiên nay thấy khác hẳn. Rồi bà vợ biết là mấy hôm mà đi nhậu lẩu dê về thấy cũng khá. Ví dụ như thế người ta sẽ rút kinh nghiệm. Đợt vừa rồi đi Nha Trang mua đôi cá ngựa về ngâm cho ông mấy lít rượu thấy đợt hôm này qua có cần hàu nướng các thứ. Thế thì đừng quên, các anh cứ đi chữa chạy ở đâu tốn tiền ông lang nọ lang kia, mà đừng quên một cái bà thầy lang vô cùng quan trọng cao tay là bà vợ. Hãy trao đổi chia sẻ đừng có xấu hổ, bởi vì bà có sửa chữa để cho nó khá lên thì bà là người được hưởng mà, cho nên bà rất tích cực, yên tâm đi. Đấy. Tận tình chăm sóc luôn đấy anh ạ. Tận tình chăm sóc bởi vì của anh nhưng mà của em. Đúng rồi ạ. Cho nên là đừng quên cái đối tác của mình. Vâng, thế đấy là một người khỏe là hai người sẽ vui đúng không ạ? Chính xác vâng. như thế.
Một cái điều thứ ba ấy, chính ra là không biết sử dụng các cái hỗ trợ. Các cái công cụ hỗ trợ hay đúng là rồi. Phương thức hỗ trợ đúng không? Rồi. Có những anh yếu xìu xìu ấy. Dạ. Nhưng mà trước khi mà lâm trận cùng với vợ, hai vợ chồng xem một đoạn phim thôi cứ gọi là phim tình cảm, tươi mát đi. Vâng. Trời, hăng hái lắm. Mới đến được độ 3 phút là quăng điện thoại đi, không xem nữa là vào được cuộc ngay. Trong khi trước đó thì cứ lây nha, lây nhây, gật gà, gật gù. Nói chung nó chả ra làm sao. Thế thì đấy. Rồi có những, mỗi người thì biết khám phá xem cái cách mà mình có thể đạt được cái hứng khởi ban đầu. Có người một ly rượu vang. Có người thì phải tắt đèn, nhưng có người thích để đèn. Có người rất thích nhìn vợ trong ánh nến chẳng hạn. Trong ánh nến. Này. Mà đã có một anh nói rằng là em chỉ có thể mà đạt được cái cương cứng đấy đấy. Là em phải để cho vợ em mặc quần áo. Và em là người lột quần áo dần dần cho cô ấy cơ. Mà phải càng lâu càng tốt đấy. Chứ không phải là tắm xong là đúng có rồi, cái khăn trên người xong. Là không thích đâu. Đúng. Vâng. Thế bởi vì anh ấy là cần một người khởi động rất là lâu, cứ phải từ từ rồi nó mới lên. Giống như một cái đầu máy xe lửa nó đã cũ kỹ từ thế kỷ 19 ấy, nó chạy bằng than ấy. Thế nhưng mà nó chạy được thì cũng ok. Chỉ có điều lúc khởi động ban đầu thì nó hơi lâu, cho nên anh ta là người tự cởi cái áo ngoài, từng cái cúc, từng cái nút cho cứ giống như ăn ngô nó cứ bóc từng lớp. Thì cuối cùng thì vào đến lớp trong, lúc ấy anh ấy đã đủ thời gian để anh ấy đạt được cái độ khoái cảm cứng cứng và vào việc được. Đấy. Có bệnh thì phải chữa. Vâng. Tuy nhiên chữa thì có thể có người nhanh, có người lâu, có người thì khỏi hoàn toàn, có người thì cũng chỉ đỡ một chút thôi. Chứ còn để mà khỏi hoàn toàn cũng khó. Vậy thì quan trọng nhất là chúng ta có thể khắc phục mà. Người yếu mà cố gắng vẫn có thể gánh được 40 cân. Chứ đừng có nghĩ là cái ông khỏe mới gánh 40 cân đúng không? Đúng rồi. Ta biết kỹ thuật gánh thì người ta biết xẻ nhỏ nó. Thay vì gánh cả 40 cân thì người ta chia làm hai, ta gánh 20 cân một, vẫn hoàn thành được nhiệm vụ. Thế thì với những cái người đàn ông mà đã chót chẳng may trên bảo dưới không nghe, đi khám bác sĩ rồi cũng đi điều trị tâm lý rồi mà nó cũng không cải thiện được bao nhiêu, thì bây giờ chúng ta hãy tự khắc phục bằng mấy cái biện pháp sau. Việc thứ nhất, hãy nói với người vợ. Anh thật sự anh rất là buồn, anh biết là em cũng không hài lòng, mà anh đã cố gắng thế này, em đã cố gắng thế kia. Đấy, nhất là phải bằng lời đã. Ít nhất cái đó cũng để lấy được cái sự cảm thông. Đúng rồi. Chứ còn đã yếu lại còn cứ câm như hến, không nói được một lời gì tử tế thì... Hoặc lại cứ tỏ ra mạnh thì đúng là... Đúng rồi. Mình cứ thấy suy xem trẻ con nó có lỗi bao giờ, miệng nó xem xét con xin lỗi mẹ, con thề con hứa là con không thế nọ kia, con yêu mẹ, đúng không? Mồm miệng nó đỡ tay chân. Thế thì đấy là việc đầu tiên, là hãy làm cái đấy, tôi nghĩ là đơn giản. Việc thứ hai là chúng ta có thể làm đó là bằng hành động. Đấy, tôi vẫn nói rằng là người ta quan hệ tình dục không chỉ mỗi là cái việc giao hợp. Giao hợp là cái hành vi mà đưa dương vật vào âm đạo. Thế còn tình dục là làm mọi thứ để mang lại khoái cảm, từ việc hôn cho đến việc kích thích bằng tay, cho đến việc là sử dụng miệng để mà kích thích chỗ nọ chỗ kia. Thôi thì mình đã được có 3 phút mình đã xuất rồi, thì đừng có quay đang ngủ, tiếp tục là kích thích cho vợ bằng chân tay mồm miệng, bằng những thứ mà ta có thể có. Để cho người vợ được an ủi, được nó về. Chẳng hạn như nó mới lên đỉnh được đến 8 thì bây giờ nốt hạng phần 2 nữa để cho nó lên được đến 10. Đấy là cái sự cố gắng của người chồng. Cũng đừng ngại trao đổi với vợ để chúng ta sử dụng các cái phương tiện hỗ trợ. Đã có người dùng xích toy, tức là gọi là dụng cụ hỗ trợ. Đúng rồi. Đã có người vợ chấp nhận là thôi anh yếu sinh lý em cũng không đòi hỏi, nhưng mà anh chồng dùng cái dương vật giả làm cái việc đó cho vợ. Tôi nghĩ cũng được. Thôi thì méo mó có còn hơn không. Họ cũng vẫn chấp nhận như vậy để giữ gìn cái cuộc sống hôn nhân gia đình. Còn hơn là chấp nhận làm cho bà, còn hơn để bà bỏ đói rồi bây giờ đầu bà chỉ nghĩ đến thằng sông mũi ở cạnh nhà rồi có lúc nào đấy là thế nọ thế kia, cho nên là biết thì cũng khổ, vẫn phải làm, đúng không? Thế rồi là nếu như mà mình lại phát hiện ra là mình có thể duy trì được cái sự cương cứng lâu và chất lượng cuộc tình nó khá khi mình xem phim sex, thế thì hãy bàn với vợ.
Phim fake, phim sách chỉ xấu khi mà nó được chiếu công khai cho trẻ em, rồi mang yếu tố kinh doanh, rồi mang yếu tố là kích dục, mang tính. Thế còn nếu như mà nó lại được xem ở trong phòng ngủ thôi, hai vợ chồng cùng châu đầu mà xem thôi, thì cái kích dục ấy tốt quá chứ. Mình đang cần kích mà, kích hộ, đúng không? Đặc biệt là những người mà đã ở tuổi trung niên trở đi, cái khởi động ban đầu nó rất là khó khăn. Trước đây thanh niên nó đôi khi chỉ cần ôm nhau một tí, vuốt ba vuốt là đã có thể sẵn sàng vào cuộc. Nhưng mà từ tuổi trung niên trở đi thì cái bộ máy nó cũng đã bắt đầu ì ạch rồi. Thì đôi khi cái phần khởi động nó quá lâu. Ôi thì xem mấy phút phim kia mà lên luôn. Đấy. Thì thống nhất nhau sử dụng, không có vấn đề gì cả. Thế rồi là có những trường hợp mà anh chồng xìu sớm là bởi vì của chị vợ khô. Khô thì lại trao đổi với vợ. Đó, đúng không ạ? Không sợ khó, không sợ khổ mà chỉ sợ khô. Còn đàn ông là không sợ mệt, không sợ mỏi, là chỉ sợ mềm. Thế thì nếu mà cái việc mà không hoàn thành nhiệm vụ, cái sự mềm của mình ấy chính là do bên kia là nó khô quá, thì mình cũng trao đổi của em đợt này đến tuổi này rồi nó cũng khô hạn rồi, anh nghĩ rằng là thế nọ thế kia. Chẳng ngại gì mà không mua những cái thuốc bôi trơn để mà mình có gọi thể là những cái dụng cụ hỗ trợ đó. Này, mình ăn mà mình còn bỏ vào trước mặt cái bát phở nào là một lọ tiêu, một lọ giấm, một lọ tỏi, một lọ tương ớt, một lọ tương cà. Đấy là chỉ ăn bát phở thôi. Huống chi như một bát phở ngon ở trên giường này này thì cũng phải có phụ gia chứ. Trên đầu giường các bạn cứ chuẩn bị chứ. Một lọ thuốc bôi trơn, một lọ thuốc diệt nọ, một cái lọ xịt cái để thơm đấy. Nếu như mà mình hơi có mùi. Thế rồi thậm chí là có một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Ví dụ như vợ chồng không muốn sinh con nhưng hôm nay lại quan hệ và đúng vào ngày rụng trứng, biết là vớ vẩn là sẽ dính đấy chẳng hạn, thì uống viên tránh thai khẩn cấp. Thì là biến cái đầu giường của mình, đừng có để linh ta linh tinh, đừng có ai để lọ hoa trên đầu giường đêm ngủ ngào ngạt. Hoa nó tỏa ra hại sức khỏe lắm. Hãy để những cái dụng cụ cần thiết, khi ta cần với lên cái là có ngay. Giống như là mặt bàn của các quán phở ấy, đúng có những cái lọ gia vị, những cái lọ hỗ trợ đấy.